Hưng Cát, Hồng Oanh, ekip thực hiện bản tin kinh tế nông nghiệp của BPTV xin được hân hoan chào đón quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chương trình. Và trước khi bước vào những nội dung chính của bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay thì chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn đến với ba đơn vị đã luôn đồng hành với bản tin kinh tế nông nghiệp của BPTV, đó chính là Phân bón Mặt Trời Mới, Phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, những đơn vị phân bón chất lượng đã luôn đồng hành với chúng tôi. Hồng Oanh thân mến, nhung hươu đó là một cái loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất là cao, dùng để chế biến rất là nhiều những cái sản phẩm trong đông y, thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe, thế cho nên là mỗi kg nhung hươu thì có giá trị rất là cao, người ta bán từ 23 cho đến 25 triệu đồng một ký lần đó. Wow, quả thật là một mức giá rất là cao luôn. Và Hồng Anh cũng xin được chia sẻ thêm cùng với bà con nông dân của chúng ta, đó chính là hươu là vật dễ nuôi và có sức đề kháng mạnh, bên cạnh đó thì rất là ít bệnh, đặc biệt là rất dễ thích nghi với mọi cái điều kiện khí hậu. Và tại huyện biên giới Bù Đốp của chúng ta thì nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi hươu sinh sản kết hợp với lấy nhung, và bước đầu thì nó đã phát huy được rất là nhiều những cái hiệu quả kinh tế, và mỗi năm thì sau khi trừ chi phí bà con đã thu về hàng trăm triệu đồng. Thật là tuyệt vời đúng không ông Quanh? Và cụ thể mô hình ra sao thì mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với bản tin kinh tế nông nghiệp của chúng tôi. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những tin tức nổi bật có trong bản tin kinh tế nông nghiệp kỳ này. Xuất khẩu rau quả tăng mạnh. Giải pháp cứu lấy cây điều trước biến đổi khí hậu. Trồng dưa lưới trong nhà màng cho thu nhập ổn định. Thu nhập hàng trăm triệu đồng nhờ nuôi hươu lấy nhung. Và mở đầu bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay, xin được chia sẻ cùng với anh Hân Cát và bà con nông dân một thông tin rất là vui đối với ngành rau quả cả nước. Đó chính là cụ thể ngành hàng này đang giữ vững vị thế có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh, băng băng, tiến tới con số từ 7 đến 7,5 tỷ đô la Mỹ cả năm. Và hiện tại thì các doanh nghiệp vẫn đang tích cực kết nối thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm và hỗ trợ nông dân liên kết, ổn định chất lượng, sản phẩm để mà phục vụ cho nhu cầu của cuối năm. Rau quả là điểm sáng xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp khi 6 tháng đã thu về 3,5 tỷ đô la, tương đương tổng giá trị xuất khẩu của mọi năm. Trái cây đặc sản của Việt Nam vẫn rộng đường xuất khẩu khi nhiều mã hàng mới liên tục tham gia thị trường hoặc đang được đàm phán. Đa dạng thị trường, đa dạng sản phẩm sẽ là chiến lược để ngành rau quả hướng tăng tốc nửa cuối năm. Sầu riêng vẫn giữ vững vị thế ngôi vương khi thu về gần 1,5 tỷ đô la trong nửa đầu năm. Với đà này, 7,5 tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu cả năm sẽ là kỷ lục chưa từng có của ngành rau quả. Cùng với việc khai mở những thị trường mới, ngành rau quả cũng tập trung đảm bảo chất lượng, tăng cường chế biến sâu, gia tăng giá trị bền vững cho nông sản Việt. Quý vị và bà con nông dân biết đó là cây điều là một cái loại cây được mệnh danh là cây tỷ đô tại Bình Phước chúng ta, và ngành hàng điều từ lâu thì đã trở thành một ngành hàng mũi nhọn xuất khẩu, mang về cho Bình Phước của chúng ta mỗi năm hơn 1 tỷ đô la Mỹ đó ạ. Và bà con biết không, thế nhưng niên vụ điều 2023-2024, năng suất bình quân toàn tỉnh chỉ đạt 10,5 tạ một hecta, thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Và do ảnh hưởng chung về thời tiết khí hậu cũng như là dịch bệnh, như vậy thì giải pháp nào để giúp cây điều phát triển bền vững? Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước sẽ thông tin nhanh đến quý vị và bà con nông dân về vấn đề này. Vâng, thưa ông, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước thì có thể thấy rằng là năng suất và giá điều niên vụ vừa rồi là giảm đáng kể trong vòng 4 năm. Vậy thì nguyên nhân là như thế nào ạ? Nguyên nhân chính vẫn là cái việc mà ảnh hưởng của khí hậu thời tiết. Năm nay thì nắng nóng kéo dài và một số cái vùng điều thì thiếu nước, dẫn đến cái việc mà khô bông và cái trái chậm lớn. Đối với lại cái điều thì nó cũng ảnh hưởng sâu sắc bởi cái khí hậu. Khi ra bông mà đậu trái mà gặp mưa thì cũng thối bông và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái năng suất. Cái thứ hai nữa là hiện nay cái diện tích điều Bình Phước, cái tỷ lệ điều mà trồng bằng các giống điều cũ, năng suất thấp thì còn khá cao. Cũng ảnh hưởng tới chung, tới cái năng suất chung của toàn tỉnh. Cái thứ ba nữa là hiện nay cái việc mà cũng còn một cái tỷ lệ những hộ dân chưa quan tâm chăm sóc, đầu tư chăm sóc cho cái vườn điều, cũng như chưa có sử dụng bón phân và phòng trừ dịch hại, dẫn đến là cũng là một cái làm giảm cái năng suất trung bình.
Vâng ạ, qua vụ điều mất mùa rớt giá của năm nay thì ngành nông nghiệp của chúng ta đã rút ra bài học gì để chúng ta có niềm tin vào vụ mùa điều tiếp theo ạ? Thực ra thì chủ trương và duy trì phát triển cái ngành điều bền vững thì đã được tỉnh ủy cũng như ủy ban đã cho chủ trương và chỉ đạo triển khai. Thì hiện nay là đang thực hiện tập trung, tiếp tục thực hiện là phải nâng cao cái tỷ lệ mà trồng điều bằng các giống điều có năng suất cao. Cái thứ hai là phải đẩy mạnh, tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất đối với người dân và đối với doanh nghiệp để liên kết với nhau để tổ chức sản xuất cho năng suất, chất lượng và tạo ra nhiều cái sản phẩm hàng hóa sâu để nâng cao cái giá trị của ngành điều. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cũng phải bảo vệ cái thương hiệu. Hiện nay thì Bình Phước đã có chỉ dẫn địa lý của điều. Thì này các ngành nông nghiệp với các ngành cũng sẽ phối hợp để tổ chức quản lý, phát huy cái hiệu quả chỉ dẫn điều này. Cái thứ tư là chúng ta phải tổ chức là tập trung vào các cái giải pháp kỹ thuật để canh tác đảm bảo là phòng trừ dịch hại một cách tốt nhất. Đặc biệt là phải canh tác theo cái hướng hữu cơ, theo hướng điều sạch, nâng cao chất lượng. Và đặc biệt là trong cái chủ trương là giảm cái khí phát thải trong nông nghiệp, hay là nói khác là giá trị của cây điều nói riêng và trồng trọt nói chung trong cái việc mà giảm cái phát thải đưa về các cái tín trừ carbon đó, thì đây cũng sẽ là một cái lợi ích mang lại cho người dân để góp phần trong cái việc duy trì cái trồng điều. Để thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay thì bên mình đã có những cái giải pháp như thế nào để cho người nông dân trồng điều được an tâm để trồng cái loại cây lâu dài và bền vững hơn ạ? Giải pháp duy trì cái phát triển điều bền vững thì trong đó cái giải pháp giống rất được quan tâm. Hiện nay thì chúng ta đang sử dụng 3 cái bộ giống điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu và chuyển giao, và 6 cái bộ giống điều do tỉnh, do ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước bình chọn, bình tuyển và áp dụng. Ngoài ra thì hiện nay cũng ngành cũng đang phối hợp với lại Trung tâm cây điều thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để nghiên cứu những cái giống điều mới để có cái sự thích nghi cũng như năng suất và chất lượng tốt hơn. Thì ngoài cái giải pháp giống thì chúng ta cũng có một số cái giải pháp khác. Ví dụ như là trong cái giải pháp về thương mại thì hiện nay là các cái doanh nghiệp chúng ta là rất là nhiều, trên 1.400 cái doanh nghiệp, cái cơ sở chế biến điều, thì sắp tới xu hướng sẽ cơ cấu lại cái đội ngũ này theo cái hướng duy trì những cái doanh nghiệp lớn có đủ cái tiềm lực về kinh tế, về cơ sở vật chất, thiết bị máy móc hiện đại để chế biến ra nhiều cái sản phẩm sâu hơn. Đồng thời cũng vận động các cái doanh nghiệp này phải liên kết với nông dân để lấy cái nguyên liệu điều của Bình Phước để chế biến, để đảm bảo cái thương hiệu của điều Bình Phước. Vâng ạ, một lần nữa thì cảm ơn ông rất là nhiều đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chương trình ạ. Thưa bà con nông dân tại xã biên giới Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, dưa lưới đang là loại cây trồng chủ lực và được bà con nông dân xã lựa chọn để mà có thể phát triển kinh tế. Việc phát triển mô hình trồng dưa lưới đã mở ra một hướng đi mới cho bà con nông dân tại địa phương ở xã Lộc Hưng trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Mô hình dưa lưới trồng trong nhà màng có mặt đầu tiên tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước từ năm 2017 với 2 hộ tiên phong. Từ hiệu quả kinh tế từ nguồn thu dưa lưới, đến nay, sau 7 năm, dưa lưới đã trở thành một trong những cây chủ lực của nông dân xã Lộc Hưng. Trước đây thì khoảng 5 sào thôi, là 5.000 mét vuông, còn hiện tại bây giờ là tăng lên là hơn 5 hectare. Hộ gia đình anh Lê Minh Trung là một trong 2 hộ tiên phong trong việc đưa mô hình dưa lưới vào phát triển kinh tế tại địa phương. Theo anh Trung, dù kinh phí đầu tư ban đầu cao so với một số cây trồng khác, tuy nhiên cây sẽ cho thu nhập bình quân từ 70 đến 80 triệu một sào một năm. Đây là mức thu nhập ổn định giúp người nông dân có cơ hội phát triển kinh tế gia đình. Nói chung là về phần dưa lưới này thì nói chung là về là trồng thì cũng tạo công ăn việc làm cho gia đình, nói chung có nguồn thu nhập là cũng đỡ hơn. Mặc dù chỉ mới gắn bó với cây dưa lưới hơn một năm nay, thế nhưng hiệu quả từ cây dưa lưới đã và đang đem lại niềm tin cho anh Đoàn Văn Hiếu, ấp 1, xã Lộc Hưng.
Dự kiến gia đình anh Hiếu sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng thêm diện tích. Tuy nhiên, theo anh Hiếu, để cây dưa lưới có thể phát triển bền vững tại địa phương, cần có sự chung tay của cả người nông dân lẫn các ngành chức năng. Người nông dân trồng dưa lưới sẽ chung tay áp dụng kỹ thuật tiên tiến nếu được hỗ trợ về mặt kỹ thuật để đạt được sản phẩm nông nghiệp xanh, sạch, hướng tới người tiêu dùng đạt được đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Sau 7 năm bén duyên với vùng đất Lộc Hưng, dưa lưới đang đem lại cơ hội phát triển kinh tế cho người nông dân. Thế nhưng, để có thể duy trì và giữ vững vị trí là cây trồng chủ lực tại địa phương, xây dựng thương hiệu riêng, ngành dưa lưới Lộc Hưng rất cần sự định hướng và hỗ trợ từ các cấp, ban ngành. Mình giờ phải cần là có một hợp tác xã, là lo vấn đề bao tiêu cho mình hàng hóa để người dân thu cho nó ổn định hơn. Mong là các cấp trên cũng như là địa phương nữa cần quan tâm hơn nữa là để hỗ trợ cho bà con là cái việc mô hình dưa lưới này càng ngày càng phát triển hơn, tạo công ăn việc làm cho bà con của xã nhà. Sắp tới thì địa phương cũng đang xây dựng cái hợp tác xã làm sao cái mô hình dưa lưới mà chúng ta kết nối với các cái thị trường lớn ở thành phố hoặc ở Bình Dương kia là để giảm đi cái nỗi lo của bà con về vấn đề đầu ra. Như đã giới thiệu từ phần đầu rồi đó, thưa bà con, là hiện nay cái mô hình nuôi hươu sinh sản kết hợp lấy nhung mà phát triển còn khá ít trên địa bàn Bình Phước của chúng ta. Tuy nhiên thì tại nhiều địa phương thì một số hộ nông dân đã mạnh dạn lựa chọn mô hình để mà phát triển kinh tế gia đình mang lại nguồn lợi rất cao. Điển hình như là anh Nguyễn Văn Quế ở thôn 2 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Anh đã nuôi hươu mang lại thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ban đầu, anh Nguyễn Văn Quế nuôi thử nghiệm 6 con để tìm hiểu tập tính sinh trưởng của loài hươu. Sau nhiều năm, đàn hươu phát triển hơn 20 con, trong đó có 8 con đực đang cho khai thác nhung. Thời gian nuôi khoảng 18 tháng, hươu cái sẽ được phối giống sinh sản, còn hươu đực bắt đầu ra chồi nhung. Khoảng 8 tháng, hươu đực được lấy nhung một lần, trung bình khoảng từ 300 cho đến 800 lạng trên một con. Nhung hươu có giá trị dinh dưỡng cao, dùng để chế biến các sản phẩm đông y, thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe. Mỗi kg nhung hươu có giá bán từ 23 cho đến 25 triệu đồng. Với mô hình này, mỗi năm sau khi trừ đi các khoản chi phí, anh Quế thu về khoảng 200 triệu đồng trên một năm. Con hươu cái sinh sản được thì nó con nuôi khoảng 5 đến 6 tháng thì con nó được khoảng từ 15 đến 17 triệu đồng. Và ví dụ là con hươu mà cắt nhung thì nó cũng được, lúc đầu nó nhỏ thì nó khoảng 2 lạng đến 3 lạng. Đó thì nó vào cũng khoảng 7-8 triệu một con hươu. Còn cái độ lớn dần theo hàng năm. Hươu là vật dễ nuôi có sức đề kháng cao. Thức ăn cho hươu chủ yếu là các phế phẩm, cây cỏ trong vườn. Nhờ đó anh Quế không phải tốn tiền mua thức ăn. Trong thời gian hươu cái sinh sản, hươu được lấy nhung cần chú ý bổ sung dinh dưỡng, cho uống đủ nước, muối khoáng để tăng sức đề kháng. Loài hươu có thể ăn thêm nhiều loại rau củ quả, nhưng yêu thích nhất vẫn là hạt bắp và đậu phộng. Con hươu thì nó rất là dễ chăm sóc, nhưng mà nó ăn một thứ thức ăn là nó lạ là nó sẽ bị tiêu chảy thì mình sẽ cho ăn những loại lá chát như là ổi và chuối xanh đó, thì con hươu nó sẽ giảm, nó sẽ khỏi cái bệnh đó. Những lúc hươu bị chướng bụng, anh Quế không cần dùng thuốc điều trị mà sau vài ngày sẽ tự khỏi bệnh. Sau 8 năm gắn bó với mô hình nuôi hươu, anh nhận thấy rằng nuôi hươu tốn ít chi phí, chỉ bỏ công chăm sóc. Trong tương lai khi có điều kiện thì anh sẽ xây dựng thêm chuồng trại và mở rộng tăng đàn. Thời gian qua thì cũng một số vật nuôi thì cũng rớt giá như là dê, heo, là bò. Tuy nhiên cái con hươu thì nó vẫn đảm bảo được cái nguồn thu nhập tốt, ổn định. Và một cái chăm sóc thì nó cũng đỡ bệnh dịch bệnh cho mấy các cái con vật khác. Do đó thì cũng rất là muốn là các cái hộ nào chăn nuôi thì cũng phát triển thêm cái đàn cũng như là tăng thêm cái số lượng để có thêm nguồn thu nhập tốt và hướng dẫn cho một số hộ có thể có nhu cầu hỏi để chăn nuôi cùng với cái mô hình nó phát triển hơn. Xin được thông tin thêm với quý vị và bà con nông dân thì hiện tại trên địa bàn Bình Phước của chúng ta có một số hộ gia đình đã nuôi hươu sinh sản kết hợp lấy nhung. Và qua nhiều năm phát triển mô hình, những hộ chăn nuôi hươu lấy nhung đã phát huy được hiệu quả kinh tế, mang lại hiệu quả trong từng năm. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì mô hình sẽ được nhân rộng trên địa bàn.
Và đến đây thì chúng tôi xin được khép lại bản tin Kinh tế Nông nghiệp kỳ này của BBTV. Chúng tôi xin được cảm ơn ba đơn vị đã luôn đồng hành với chương trình. Đó chính là Phân bón Mặt Trời Mới, Phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!